Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game. Thì xin chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Thì đặc biệt là ngày hôm nay thì là không phải là một ngày tốt lành đối với mình rồi các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình đang bị cảm, nhưng mà mình vẫn ráng ra những video để cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay á, thì mình sẽ quyết định là mình sẽ làm một cái nhà gọi là nhà trồng cây nha các bạn. Thì cái nhà trồng cây này á, thì nó sẽ tăng 300% năng suất nha. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Thì điều đầu tiên á, thì bây giờ thì mình quyết định là mình sẽ làm một cái nhà 2x3 nha các bạn. Đó, cái nhà 2x3 thôi, 2x3, đây có nền rồi nè. Cái nhà 2x3 này thôi, tại vì mình chỉ trồng một số cái loại kiểu như là cơ bản thôi các bạn ơi. Kiểu như là một số cái loại cây cơ bản thôi. Ví dụ như là chanh này, cà rốt này, khoai này, đó, bắp nữa. Thì mỗi cái loại như vậy á, thì mình nghĩ đó, với điều kiện á, mình chỉ cần là... Sao ta? Mình chỉ cần... mỗi loại gì thì mình chỉ cần trồng một ô thôi các bạn ạ. Đó, thì cũng đủ đủ xài rồi, không có phải là cần nhiều đâu. Làm nhiều dư mất công các bạn phải bón phân nữa. Đó. Đó, bây giờ thì mình chỉ việc tìm một cái địa điểm nào đó thích hợp thôi. Thì mình sẽ quyết định là mình sẽ chọn cái địa điểm tới đây nha các bạn. Thì các bạn nào mà chưa xem cái tập mà mình bắt cái con quẩy đuôi này á, thì các bạn hãy nhớ kéo xuống phần video và xem nha. Thì bắt nó cũng khá là vui đấy. Ok, đặt ở đây thì được không này? À, trên đây không được rồi. Phải đặt được 2 ô nha các bạn. Mình sợ đặt ở đây thì nó không có thể nào đặt ở dưới được này. Chính xác luôn, ở dưới là không đặt được rồi. Bắt buộc là mình phải đặt cái miếng sàn này thôi chứ không đặt nền được nha các bạn. Ok, vì thì bây giờ chỉ bạn có thể là chỉ bạn kiểu như là các bạn chỉ được làm sắt ở dưới cái nền này thôi chứ các bạn không được làm sắt ở đâu nữa hết đấy. Đó. Bây giờ thì mình vô lấy kính thôi. Còn tất cả ở trên là các bạn phải làm từ kính hết nha, thì nó mới tăng cho các bạn được khoảng 300% năng suất. Ok. Thì một tí nữa thì mình sẽ làm gọi là cái nước bình cũ ở đây luôn. Đó, kiểu như là mình sẽ không có kéo đường ống đâu các bạn. Mình làm nước bình cũ nó sẵn ở đây luôn. Mình nghĩ là thiếu kính rồi các bạn ơi. Thiếu kính thật rồi, biết ngay mà. Đó. Mình sẽ làm cái đường lên ở phía này luôn. Thì mình trồng cây này á, mục đích là đáp ứng cho cái việc sau này là mình sẽ làm làm gì ta? Đúng là làm tất cả mấy cái loại kiểu như là súp á các bạn. Súp tẩy não này, súp tăng kinh nghiệm này, cũng như là thịt nhìn đêm đó, thịt phát gì, thịt nhìn được xuyên đêm đó các bạn, đó kiểu như vậy. Thì bây giờ mình sẽ xây một cái bồn nước ở ngoài đây luôn. Cái bồn này, cái ngã tư này, ông nói dài nữa. Ông đứng nữa các bạn ơi. Thì mình sẽ không có làm cái đồ tưới nước bằng sắt nha các bạn. Thì mình sẽ làm cái đồ tưới nước bằng đá. Đó, cái đồ tưới nước bằng đá đây các bạn có thể thấy. Thì cần đá và gỗ à. Cái đồ tưới nước bằng đá các bạn, nó chỉ ra hai bên á, nhìn khá là hợp lý và đẹp các bạn ơi. Chứ cái đồ tưới nước kia nhìn nó qua một bên nhìn khá là cười, buồn cười luôn ấy.
Đó. Rồi bây giờ sao lên? Hay. Quên mất làm cái đường lên các bạn. Thì các bạn dạo này các bạn có thể thấy là nhà mình khá là đông luôn, tại vì mình đã làm trong thời gian này mình đã tem khá là nhiều thú luôn các bạn ạ. Đó, phải gọi như vậy á. Thì thời gian này cái server của mình đó các bạn thì cũng rất là đông rồi, vì thế là cái tình trạng mà ai xây lộn miếng rồi. Cái tình trạng mà full server thì thường xuyên rất là xảy ra luôn, tại vì mình vẫn chưa có điều kiện để kiểu như là mở được cái server nhiều slot cho các bạn chơi. Vì thế là mong các bạn hãy ủng hộ mình cũng như là đăng ký cái channel của mình để mình có thêm động lực cũng như là bật kiếm tiền, kiếm được một số tiền nho nhỏ để mở server nha bạn. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đó. Thì cái miếng sàn này, cái miếng xéo xéo này mới được nha các bạn, miếng bự này đó. Ok, 7 miếng thì có đủ không ta? Vừa đủ các bạn ơi, vừa đủ luôn, đúng là hay quá đó. Khi mà các bạn làm ở nhà bằng kính như thế này á thì nó sẽ tăng được cho bạn là 300% năng suất nha. Đó, chỉ cần làm 2 x 2 thôi. Thay lọc rồi. Ok, và bây giờ mà mình đã xong cái phần nhà rồi nha các bạn. Thì việc còn lại bây giờ của mình á chỉ còn là cái phần nước và cái phần kiểu như là cái phần bệ trồng cây cũng như là bệ trồng cây thôi. Cục đá hay đập được không ta? Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn lắp cái đường ống nhìn sao cho nó đẹp luôn. Đó. Đây. Cái này mắc cục đá rồi, phải vào lấy cái cuốc để đập cục đá đó mới được. Thì các bạn có thể thấy thì mình chuyển nhà liên tục luôn các bạn ạ. Tại vì các bạn ở trong server ấy thường kiếm nhà của mình lắm, kiếm nhà của mình để làm gần ấy các bạn. Và mình biết là các bạn yêu mến mình nên mới làm gần đúng không? Nhưng mà thật ra thì các bạn làm xa xa đi, các bạn làm gần nó lag lắm các bạn ơi. Gì vậy? Đây xây mới được à? À, khó chịu vậy ta. Ồ, rõ ràng mình mới vừa đặt được mà rồi mà ta. Đó. Bây giờ lắp cái đường ống này thì các bạn có thể thấy thì nó hơi bị xéo một tí xíu rồi này. Thì mình phải canh cho nó thẳng nha các bạn. Thẳng nó mới đẹp được. Thì bây giờ thì lại xéo qua bên kia. Ai, game sập xí đú này. Để các bạn chọn được cái ống này thì cũng hơi bị khó đấy. Ok, bây giờ khá là thẳng rồi các bạn ạ. Đó, các bạn có thể thấy khá là thẳng luôn. Thì bây giờ mình sẽ để cái bệ nước ở bên đây. Đó. À, chết rồi, mình quên làm cái gọi là cái van nước rồi các bạn ạ.
Thì ở tập trước á, mình làm cái lò á, thì các bạn nào xem á, thì các bạn có thể biết thì mình đã làm một lần hướng dẫn các bạn một lần làm nước bình cũ như thế nào rồi. Đó, đúng không? Phải qua ngoài đây mới đúng chứ. Xây ở trên này cho nó đẹp các bạn. Kiểu như là nó sẽ không tốn cái diện tích luôn. Đó, các bạn xây nối vô đây thôi thì nó cũng gọi là bình cũ rồi nha. Để mình thử xem. Rồi. Đó, các bạn có thể thấy thì hiện tại thì lúc nãy thì mình chỉ bỏ vô 200 nước thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó đã ra là 500 rồi nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Thì bây giờ mình chỉ việc là đặt cái đường ống ở trong đây thôi. Rất là dễ dàng luôn. Bây giờ thì mình chỉ việc là một làm cái đường ống giữa thôi các bạn ạ. À. Rồi các bạn giữa ở giữa những cái đường như thế á thì các bạn lắp cho mình cái cục này này. Đó. Lắp cho mình cái cục này này. Thì nước sẽ chảy ra thôi. Đó. Khá là đẹp đúng không? Thì khá là đẹp cũng như là khá là gọn ghẽ. Đó. Nó chạy đến bao giờ mới hết các bạn ơi. Thì và vâng thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm một cái bệ để trồng. Không biết thì mình đã học cái bệ này chưa ta. Level mấy thì các bạn phải học cái bệ lớn trước cho mình nha. Đây chính xác cái lớn nhất. À mà cái nhỏ cũng được các bạn ơi. Thì cái nhỏ á, thì các bạn có thể là trồng được những loại trái cây nhỏ. Nhưng mà cái lớn nhất á, thì các bạn có thể trồng được nhiều hơn. Đó. Khác nữa rồi. Thì ok mà vâng thì cuối cùng thì mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một cái nhà kính như thế này rồi các bạn ạ. À. Thì bây giờ chỉ việc làm một cái bệ trồng thôi. Thì các bạn trồng và các bạn bón phân vào. Thì các bạn nào có bất cứ ý kiến thắc mắc gì hãy comment dưới. Mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Đừng quên like và subscribe channel của mình nha các bạn. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.